Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình khung carbon Tropic Champion, một phiên bản cực hiếm dành cho những quán quân của giải giải đua bên Pháp. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá tổng thể chiếc xe. Vâng. Và đây là phiên bản kỷ niệm, phiên bản dành cho người thắng cuộc của một giải đua nước Pháp. Nên là được giữ gìn các bác nhé. Em đánh giá chiếc xe này trên 95%. Màu sơn xanh ấy. Xanh vàng. Chữ Tropic và chữ Champion in trên khung xe màu vàng đây. Rất là nổi. Champion là quán quân, là vô địch các bác nhé. Vâng, đây là một phiên bản cực hiếm này. Lần đầu tiên về tại cửa hàng em. Một chiếc xe mang thương hiệu của Pháp, Tropic Full Carbon. Vâng, và đây là website chính hãng của xe. Các bác có thể vào website này để nghiên cứu về chiếc xe này. Được trang trí thêm miếng kim loại ở khung xe đây. Và đây là một chiếc xe cao cấp nên được trang bị dây âm sườn. Các bác nhé, dây âm sườn. Một chiếc xe này rất là mới. Hầu như chưa đi. Dây âm sườn ở dưới luôn. Vâng, cọc yên của nguyên bản Tropic. Nguyên bản của hãng Pháp đây. Yên thì được nâng cấp lên là yên San Marco của Ý. Một hãng làm phụ tùng xe đạp khá nổi tiếng rồi. Bên dưới yên xe thì có cái tem 7 màu đây, chống hàng giả của hãng. Vâng. Đây là một phiên bản rất là hiếm về tại cửa hàng em, lần đầu tiên về đây. Ghi đông cổ phốt nguyên bản của Tropic. Vâng, đây là một cái tem của xe ghi đông. Tay nắm nguyên bản theo xe. Rất là êm các bác nhé. Tay nắm cao su. Vâng, và xe sử dụng tay bấm xả cao cấp của Shimano Deore. Gần như là chùm cuối của dòng địa hình rồi. Bên này bên líp 10 tầng. Bên đĩa 3 tầng. Cho xe tới 30 tốc độ bấm. Phanh dầu Techo. Phanh dầu Techo các bác nhá. Giảm sóc, dốc sốc của Mỹ. Vâng, đây là giảm sóc của xe. Đây hình thức xăm lốp. Lốp của xe còn đầy đủ gai, khá là mới đây. Rất là mới các bác nhé. Các bác có thể nhìn hình thức gai đây. Và xe có thông số là 26 x 1,95. Đây là giá bình nước theo xe đây. Xe Tropic Carbon.
Vâng, và xe sử dụng củ đề sau là Shimano SLX các bác nhá. Còn cao hơn cả DRD nữa. Vâng. Sử dụng hai cấu hình cao cấp của dòng địa hình. Gần như là cao nhất rồi. Đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa nhôm 2 tầng. À, đùi đĩa trục rỗng nhôm 3 tầng. Vâng. Gạt đĩa của Shimano Deore. Vâng, đây là hình thức đĩa sau, bộ phanh dầu Techo. Lip và xích thì các bác như các bác nhìn đây còn rất là mới, sáng và bóng. Bây giờ em sẽ đo size đứng của xe. Trên khung xe thì có ghi là size 17.5, 17,5 inch, Chopic Carbon. Vâng, giờ em sẽ đo đây. Và xe có size là 40, 47. Của các bác từ 1m6, 1m7 có thể đi vừa chiếc xe này. Xe địa hình Chopic full carbon. Bây giờ em sẽ test chuyển động của xe. 10 tầng lip và 3 đĩa cho xe 30 tốc độ. Củ đề SLX. Vâng, lên lip. Vâng, chuyển động rất tốt các bác nhé. Rất là trơn tru đây, xuống lip. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng, đùi đĩa nhôm. Gạt đĩa của DOD. Vâng, chuyển động rất tốt. Bánh quay rất bon. Một phiên bản Chopic dành cho người thắng cuộc. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano, DOD và SLX. Vâng, và em vừa đánh giá xong chiếc xe mang thương hiệu của Pháp, chiếc xe full carbon Chopic Champion, một chiếc xe phần thưởng dành cho người thắng cuộc. Và chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá 11.800.000, miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem những ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và nhấn theo dõi kênh Kiên Xe Đạp và nhấn vào chiếc chuông để xem những xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, và xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.